bông phù đồng hân hoan, quân dân vui và câu hát tự do. Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào, quỳ hôn đất thân yêu, Quảng Trị ơi chào quê hương giải phóng. Hồi sinh rồi này mẹ này em, vui hôm nay qua đêm em tìm thấy anh. Xin kính mời tất cả quý vị cùng đứng lên, chúng ta chuẩn bị rước quốc quân Hoa Kỳ. Em là bố ngoại ông Duy. Nghiêm! Chào tay! Chào! Tổ quốc quân Hoa Kỳ vào vị trí hành lễ, khai nghĩa. Sau đây là quốc ca của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. And the road gets red light.
ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Thì chúng tôi cũng phải so sánh cùng với quý yêu thương.
nhưng anh em chúng tôi có cái tự hào là trong suốt quá trình lịch sử của trường Bộ Binh Thủ Đức, chúng tôi nghĩ rằng không có khóa nào như là cái khóa 474 an lập. Vì sao? Bởi vì ngày ấy Phạm Lê Phong của nhảy dù an lập 474 đã ngã xuống mặt trận của Hoàng Trị, và của tướng Phạm Quốc Thuận ngày ấy đã lấy tên Phạm Lê Phong để đặt cho một khóa đàn em, đó là khóa 472 là khóa Phạm Lê Phong. Và điều đó là điều hạnh diệu vô cùng của anh em chúng tôi về khóa an lập. Và còn nữa, những chiến công đóng góp của anh em chúng tôi trong cái mặt trận bảo vệ cái miền Nam tổ quốc, có những cái chiến công mà chúng tôi không thể nào nói hết được. Chúng tôi xin tặng một hai sự kiện mà đã xảy ra cho an lập 474. Tất cả quý vị có lẽ cũng đã thấy cái hình ảnh thủy quân chiến cắm cờ đổ thành Hoàng Trị vào ngày 16 tháng 9 năm 1972. Đó là an lập 474 đã cắm cờ đổ thành Hoàng Trị ngày ấy. Đó là một niềm tự hào vô cùng của đảng chúng tôi. Và một an lập 474 trong hôm nay chúng tôi muốn nói đến quý vị để mà nhắc lại hình ảnh chúng tôi mới tới an lập đào quả kế của chúng tôi 26 năm tù trong cộng sản khi trở về Sài Gòn chỉ còn có 6 cái năm. Sau khi 5 năm ở tù cộng sản, an lập đào quả kế đã theo bước chân đồng chí trở lại Việt Nam, và chúng ta không thể lấy thành bại để nhận xét về việc làm của một an lập 471. Và sau khi anh bị bắt ở chiến trường bên dùng 80 biên giới thì đào quả kế đã nhận thêm 20 năm tù, và sau đó đào quả kế đã được cộng sản thả và làm lại cuộc đời. Là an lập chúng tôi đã đóng góp rất nhiều để cho đào quả kế xây dựng lại cuộc đời. Nhưng cái người an lập 471 không dừng lại ở đây, và đào quả kế của an lập 471 đã tiếp tục một cuộc lượng. Và hiện tại trong cái vấn đề mà chúng tôi tạm gọi là bí mật thì chúng tôi không thể cho biết tất cả quý vị ở đây là hiện tại đào quả kế ở đâu, và chúng ta chỉ biết chắc một rằng là đào quả kế không còn ở Việt Nam. Đó là một an lập 471. Trong cái hội thảo lần thứ một này chúng tôi muốn nhắc về đào quả kế. Kính thưa tất cả quý vị, trong cái không khí này chúng tôi xin phép quý vị cho nên chúng tôi một tí xíu tưởng nhớ đến những người an lập 474 đã ngã xuống trong cái cuộc chiến Việt Nam. 1500 an lập 474 mà hiện tại bây giờ còn tập hợp ở đây người Việt Nam, và ở trên thế giới này chưa đầy một đại đội, tức là còn lại tầm khoảng 200 người. Trong cuộc chiến vừa qua, 474 an lập đã hy sinh trên 1.200 anh em, chúng tôi chỉ còn lại khoảng 200 anh em, và chúng tôi có hệ thống liên lạc với nhau ở trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam để mà giúp đỡ với nhau. Chúng tôi đã tập hợp với nhau còn lại khoảng chừng 200 anh em, và hàng năm chúng tôi tổ chức gặp mặt trên khắp tiểu bang của Hoa Kỳ. Anh em chúng tôi đều có mặt ở khắp ở tiểu bang Hoa Kỳ, do đó chúng tôi luôn khuyên nhau để gặp mặt hàng năm trên tiểu bang Hoa Kỳ. Và cũng xin thông báo với quý vị, năm tới an lập 471 chúng tôi sẽ trở về Houston để gặp nhau lần thứ 12. Và trong tâm tình này chúng tôi cũng xin thông báo giá rất nhiều, chúng tôi xin gửi đến một chút trong tâm tình cùng quý vị trân trọng kính chào. Sau đây hội ngộ lần thứ 11 tại Boston, Massachusetts, kính mời an lập 471 dùng nhau chính thức.
hồn này. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý vị trưởng, quý quân trưởng, các bạn đồng môn và quý vị đệ, đó là một vinh hạnh cho tôi được thay mặt 41 bạn lòng đến đây để cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thì giờ những cái ngày tháng năm tháng này là lễ ra trường, tất cả cũng bận rộn lắm, nhưng mà quý vị đến đây đông đủ như thế này thì quý vị đã dành một cái sự ưu ái cho 41 bạn lòng chúng tôi. Chúng tôi thành thật cảm ơn và một lần nữa xin kính chúc quý vị một đêm dạ tiệc thật là vui và những lời chúc tốt đẹp nhất để trân trọng xin kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, tôi xin phép một chút xíu, bởi vì hôm nay đang là 41 chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp ông Chiêm Bảo Huy, chủ tịch hội đồng quản trị cộng đồng Massachusetts, ông Phạm Việt Nam, thứ trưởng bộ, kinh tế của tiểu bang Massachusetts, ông Hà Văn Hải, nguyên chủ tịch cộng đồng Massachusetts. 41 an lành được hân hạnh đón tiếp thiếu tướng Phạm Duy Tắc, chỉ trưởng tiểu quân quân đoàn. Ông Phạm Thanh Khang, hội cựu sinh viên sĩ quan người Mỹ tại Massachusetts. Xin lỗi, Phạm Thanh Khang, chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Việt Nam tại Đông Bắc Hoa Kỳ. Ông Khôi Võ, thành viên giám sát cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts. Và cũng một điều đặc biệt, tôi nhớ câu cái gì mà người ta nói là tuổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Chúng tôi hân hạnh được gặp trà thơ đặng trung đạo. Ông lại quý vị chủ tịch phong trào giáo dân tại Massachusetts. Ông Lê Hoàng Hà, đại diện cơ sở Việt Tân tại Massachusetts. Đặc biệt, có một nhà văn mà tôi đọc rất nhiều về ông ta, một tác phẩm mà đọc tới là tôi hoài không chán. Đó là nhà văn Thép Đen Đặng Chí Bình. Và trong một đêm chúng ta đơn, nhưng mà nó Thép Đen Đặng Chí Bình. Dạ, cảm ơn Đặng Chí Bình. Nhà ông Phạm Hùng Cấm, đại diện hội ái hữu cảnh sát quốc gia tại Massachusetts. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoàng và nhà thơ phu nhân là Quách Chí Lành tại Massachusetts. Ông Nguyễn Hồng Dũng, Quân Hồng Dũng, nguyên hội trưởng hội không quân Việt Nam tại Massachusetts. Xin chúc mừng. An lòng 41 lớn khán đài. Xin
xin Phạm Nguyên Sơn hát rất là lính, có cái bao lính trong đó. Tôi xin kính thưa quý vị, để giới thiệu chương trình văn nghệ hôm nay thì chúng tôi có mời hai em rất là trẻ mà vừa là ca sĩ và vừa là làm MC rất là hay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Chim Bảo Vy và Hồng Châu. À, tỉnh Hồng Châu, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị quan khách. Thưa quý vị, ngày hôm nay thật là bất ngờ và cũng là một cái niềm rất là hạnh diện, và Bảo Vy cũng như Hồng Châu rất là xúc động đã đến tham dự buổi hội ngộ của các chú các bác trong hội của Thủ Đức. Và hôm nay một niềm vinh hạnh để đứng kế của bạn thân của Bảo Vy là Hồng Châu để rất vui trong phần văn nghệ có ngày hôm nay. Dạ, Hồng Châu rất là vinh hạnh vừa là đến dự tham dự ngày hôm nay, và Hồng Châu thấy được các chú các bác mặc trên mình một bộ y phục rất là hào hùng, rất là mạnh, và thấy các cô mặc cái áo dài thật là nhẹ nhàng, có các cờ thì đang hát hát thật là hay, và cảm thấy là rất là hạnh phúc được vì thấy là các cô các chú rất là đoàn kết và rất là thương yêu nhau, nhất là cái bạn cuối cùng khi các cô hát xong là các chú đứng ở đó đón chào và chúc mừng và ôm chầm lấy, cái điều đó Hồng Châu cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là dễ thương, và cái hình ảnh đó rất là tuyệt vời. Và cái hình ảnh đó gọi là cho Hồng Châu cái hình ảnh của ba đứa mẹ và cái người lính chiến khi hành quân xong qua ở chiến trường trở về thì có một người em gái hậu phương đứng ở nhà chờ đợi và đón chào trở lại trong vòng tay thương yêu của người đồng nghiệp, của những người cô gái cho bánh mì yêu cho chiến trường và được hạnh phúc gặp gỡ. Dạ thì Bảo Vy này cũng có một em ở hậu phương bên kia chờ, nhưng mà hôm nay chị Hồng Châu mượn anh Bảo Vy một chút xíu, hy vọng là người đẹp không có ngại nhé. Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ, và rất là sự trở lại của chú Phạm Ngọc Sơn với nhạc phẩm Áo Anh Xếp Chị Đường Ta. Thưa quý vị, cho chú Phạm Ngọc Sơn một tràng tay thật lớn. Xin mời chú Phạm Ngọc Sơn. Xin mời một tràng tay thật lớn hơn nữa để chào đón tiếng hát rất là truyền cảm của chú Phạm Ngọc Sơn trở lại với nhạc phẩm Áo Anh Xếp Chị Đường Ta. Hôm nay có thì cảm ơn người cô giáo gì rất là dễ thương. Tôi xin trình bày nhạc phẩm Áo Anh Xếp Chị Đường Ta của nhà thơ Vũ Luân và người nhạc sĩ nổi tiếng của chúng ta Phạm Vy. Bài hát này xin tặng cho tất cả các anh chiến sĩ quân đội Việt Nam cộng hòa. Oh,
người trở lại. Bạn ơi, em không ngờ tôi thương người vợ bé bằng chiều quê. Nhưng không chết người ta chiến sĩ mà trên đời hay còn được xuôi. Nhưng không chết người ta chiến sĩ mà trên đời ngăn nhỏ được xuôi. Nhưng không chết người ta chiến sĩ mà trên đời hay còn được xuôi. Ôi cảm ơn quý vị.
chương trình văn nghệ sẽ ngừng trong giây lát để chúng tôi cũng do bài cái bằng khen của ông thống đốc để tặng cho những cái quân sự không khó mà những cái anh đã đóng góp để cho các cái sinh hoạt không khó nó mạnh và mỗi ngày anh em được gần gũi gắn bó với nhau. Thì xin những quân trưởng có tên sau đây khi tôi đọc là mời lên đứng cái này để nhận cái bằng khen của thống đốc sĩ quan. Mời quân trưởng Trần Trung Công, Vũ Xanh Trần Trung Công, quân trưởng Nguyễn Trọng Cầm, quân trưởng Nguyễn Văn Long, quân trưởng Phó Hòa, mời bốn quân trưởng, quân trưởng Nguyễn Văn Hào, mời năm quân trưởng lên đây để nhận cái bằng khen của thống đốc tiểu bang và để khen thưởng và mời ông thứ trưởng Phạm Văn Nam đại diện cho thống đốc lên tặng cái bằng khen. Của tất cả các anh ở đây cho cộng đồng của mình cũng như cho những cựu quân nhân của chúng ta. Tôi xin được phép 30 giây để chia sẻ với mình một chút xíu. Tuần vừa rồi là tại Hoa Kỳ, chúng ta người Hoa Kỳ có làm cái lễ chiến sĩ trận phong các ngày mùa rồi đây. Đó, chứ như cái sự hy sinh tối đa của cái người lính đã chết hy sinh của quê hương. Và người lính Hoa Kỳ, đặc biệt là những người lính Hoa Kỳ mà là các chiến đấu Việt Nam, cái tranh dự của họ đã được thêm lớn mình nhận đã được trên Hoa Kỳ nhìn nhận. Nhưng mà cái sự chiến đấu anh dũng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta vẫn chưa được thế giới biết đến. Không những vậy mà nhiều lúc còn bị bôi nhọ. Thành thử ra chúng tôi rất là hân hạnh trong cái dịp này để chúng ta cùng cảm ơn cái sự hy sinh xương máu của người chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và đặc biệt là trong thời gian mới chúng tôi cũng đang thực hiện một cuốn phim tài liệu để nói lên cái sự anh dũng, cái sự hy sinh và đặc biệt là để trả lại cái danh dự cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử ra nhân đây cảm ơn. Không có cái người lính nào chiến đấu anh dũng trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn như là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử cá nhân của chúng tôi, gia đình chúng tôi rất là tri ân cái sự hy sinh của tất cả quý anh ở đây. Nếu không có sự hy sinh của quý anh thì chúng tôi không có cái ngày còn sống ở trên xứ Hoa Kỳ này. Thành ra rất là cảm ơn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Phó Hòa nè. Nguyễn Trọng Cầm, Trần Trung Công, Nguyễn Văn Hào, tôi xin được phép đọc cái bằng bằng khen của ông thống đốc The Commonwealth of Massachusetts. On behalf of the citizens of the Commonwealth of Massachusetts, I am pleased to confer upon you this governor's citation, the recognition of your dedicated voluntary service to the communities, especially to our veterans. The first day of June in the year 2019,
signed Charles D. Baker, Governor, and Karen E. Polito, Lieutenant Governor. Còn một người nữa, ông Tổng thống cũng muốn gửi lời khen, nhưng mà rất là khiêm nhường. Anh bảo là thôi đừng có đọc ra, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta, cá nhân tôi phải đọc ra để cảm ơn các người trưởng ban tổ chức đã tổ chức cái này. Chúng ta xin là anh Chính, anh Huỳnh Văn Chính. Anh khiêm nhường rất là tốt, nhưng mà chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Chào tay. Chào. Bên phải một lần. Bước. Để kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ phần 1 cũng chưa hết, mà còn phần 2 rất là dài và rất là hay. Có những người nữ ca sĩ ở vùng Điện Biên Lân, thì mời quý vị ở lại chơi với chúng tôi, đừng có bỏ đi về. Có thể là cái chương trình văn nghệ tới 3 giờ sáng đó. Thì kính mời quý vị ở lại chơi với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và một lần nữa, xin cảm ơn. Thưa các bạn, hôm nay là 48 năm Huế gọi ta về, cũng là 48 năm ngày chúng ta chia tay ở đồi Tân Nhân Phú để đáp lại đơn vị mới, để nhớ một thời áo cận trong những ngày bên lửa cũ. Tôi xin mời trưng bày nhạc phẩm Thương Người Chiến Binh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lịch sử còn có hai nữ vương, hai chị em chuyên chất như vậy đã trở lên để đánh giặc Trung Quốc, có phải không Nghi? Thưa vị hai bà nhỏ, anh dự đứng lên hai bà nhỏ chúng con khi sách để mọi người nhắc bà đánh đuổi giặc con Hán, còn là bắt phụ thần thứ nhất và bắt phụ thần chống giặc ngoại đen. Hai bà đã trầm mình xuống dòng sông Hát Giang để đuổi tiếp và cơ đời người Việt chúng ta lúc nào cũng ghi nhớ cho các tuổi giặc ngoại xâm của hai bà. Rồi, chơi luôn đi. Đang chân đạm anh thôi. Đang cầm ly là tao khoái rồi đó. Ơi. Đốc vô. Mà chào anh. Còn cái đeo cốt nào anh hai. Trong trường và lúc nào cũng ủng hộ các danh nhân, các người anh hùng dân tộc đã có
nhiều nước và những nước đã đủ màu xanh để mà mở hoàn mừng tuổi của chúng ta ngày hôm nay. Nói thì lớn, đất nước chúng ta thì hơi buồn vì ngày hôm nay chế độ cộng sản Việt Nam đang dần dần bán đất, bán đảo cho Trung Cộng, và đó là một nỗi u ô nhục mà chúng ta những người đang sống trong nền hòa bình và tự do trên khắp thế giới phải luôn ghi nhớ và nghĩ về để tìm một nào đó bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt chúng ta. Dạ. Sau đây là bên xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Đức Tơ. Nhạc phẩm này có nhiều hơn ba. Quý vị nào thích nhảy đăng, xin mời quý vị ra sàn nhảy nhé. Đó là bài Đường Xưa Lối Cũ. Đường chiều chiều nắng bóng em đi áo nâu in đường chân. Đường xưa lối cũ có mẹ lối rung rung trong hồn hoàng. Lòng giang như nhớ nhớ đến tôi lớp không đi tìm con. Bóng cũ
Sơ Lê Hồng Vân xin được hát chung với Kim Ngân một nhạc phẩm Sài Gòn của nhạc sĩ Y Vân. La 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 la. Ôi trời đẹp quá, đẹp quá, đẹp bao ý thơ. Mà tương nhớ đôi bờ nỗi sâu xa, để lòng thương nhớ đôi ngày tháng qua màu. Sống mãi trong tôi đêm hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp quá, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đánh phù hồ đó.